Tòa Giám mục Con Tum 146 Trần Hưng Đạo, Con Tum, Việt Nam, Con Tum, ngày 29 tháng 8 năm 2022 kính gửi, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, cùng toàn thể gia đình giáo phận Con Tum, anh chị em thân mến. Trong niềm tri ân và cảm tạ Thiên Chúa, tôi hân hoan giới thiệu với toàn thể gia đình giáo phận các thầy cho thiên chức linh mục sắp tới. 1. Thầy Vinh Sơn Bùi Trung Công sinh ngày 19 tháng 1 năm 1986, thuộc giáo xứ Phú Bồn, giáo hạt Ayunpa, 2. Thầy Do An Nguyễn Phước Hậu, sinh ngày 26 tháng 3 năm 1989, thuộc giáo xứ Tân Điền, giáo hạt Con Tum, 3. Thầy Do An Bao Ti Sita Nguyễn Thành Hiền, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1987, thuộc giáo xứ Hoàng Yên, giáo hạt Chư Prong, 4. Thầy do An Bao Ti Sita Nguyễn Ngọc Hường, sinh ngày mùng 10 tháng 6 năm 1976, thuộc giáo sứ Đức An, giáo hạt Pleiku, quê quán, giáo sứ xã Đoài, giáo phận Vinh. Năm, thầy Phao Lô A Khương, sinh ngày mùng 2 tháng 3 năm 1984, thuộc giáo sứ Con Hơ Rình, giáo hạt Đắc Mót. 6. thầy Lô Genso Phạm Trung Kiên sinh ngày 20 tháng 2 năm 1989 thuộc giáo sứ Tân Điền, giáo hạt Con Tum. 7. Thầy Phao Lô Nguyễn Huy Kim sinh ngày 2 tháng 10 năm 1988, thuộc giáo sứ Trung Nghĩa, giáo hạt Con Tum. 8. Thầy An Tôn Phạm Văn Thể sinh ngày 9 tháng 10 năm 1989, thuộc giáo sứ Phương Hòa, giáo hạt Con Tum. 9. Thầy Phê Nguyễn Ngọc Trường sinh ngày 12 tháng 5 năm 1988, thuộc giáo sứ Con Trang. Giáo hạt Đắc Hà, các thầy này đang phục vụ giữa anh chị em nhưng được kêu gọi và đặt lên đề phục vụ anh chị em theo mẫu gương Chúa Giêsu linh mục. Vì thế, trước khi các thầy tiến lên lãnh nhận chức linh mục xin anh chị em vui lòng cho chúng tôi biết các nhận xét liên quan tới các thầy chiếu theo lương tâm và tinh thần giáo luật số 1043 đã ghi rõ, nếu biết có những ngăn trở lãnh nhận chức thánh, các tô hữu buộc phải trình báo cho đấng bản quyền hay cho cha sở trước ngày truyền chức. Địa chỉ: Tòa giám mục Con Tum, 146 Trần Hưng Đạo, thành phố Con Tum. Điện thoại: 0367 570 010 Đức Giám mục hay 0914 434 362 Cha thư ký. Xin quý cha có thầy phó tế giúp sứ gửi bản nhận xét về tòa giám mục trước. Ngày 22 tháng 9 năm 2022 nếu không có gì ngăn trở, thánh lễ truyền chức linh mục sẽ được tiến hành vào lúc 5 giờ 30 phút sáng thứ năm, ngày 29 tháng 9 năm 2022, tại nhà thờ chính tòa Con Tum. Kính chúc anh chị em ân sủng và bình an của Chúa Kitô, hiệp thông trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, đã ký và đóng dấu. Aloysio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Con Tum. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh tin yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc toàn cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.